Nga tấn công cơ sở tình báo Ukraine Tù nhân Ukraine kể việc đại đội mất gần 90% binh sĩ Tình báo Ukraine tuyên bố không cần lo lắng về vụ pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia Lính đánh thuê Anh tự sát sau khi trở về từ chiến trường Ukraine Italy, Pháp và Ba Lan không có quyền phát biểu thay thành viên NATO Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với các tin tức quốc tế trên kênh YouTube Thế giới Nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Vào đêm ngày 11 tháng 3, quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa vào các mục tiêu của đối phương tại một số khu vực thuộc lãnh thổ kỵ hết kiểm soát. Nhiều mục tiêu đã bị tấn công ở Odessa bởi UAV cảm tử Jordan. Có thông tin cho rằng một bệ phóng tên lửa phòng không của quân đội Ukraine đã bị tấn công bên cạnh đó một số mục tiêu liên quan đến hoạt động của chính quyền kiev đã bị máy bay không người lái của nga tấn công ở kharkov theo đó các vị trí đóng quân của lực lượng vũ trang ukraine và các đơn vị tổng cục tình báo bộ quốc phòng ukraine đã bị tấn công trong khi đó sau khi có thông tin hai bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không patriot bị phá hủy trên chiến trường đã nảy sinh suy đoán về công tác gián điệp trong hàng ngũ lực lượng vũ trang ukraine dẫn đến việc tiết lộ địa điểm của vũ khí Hãng tin Nga Tria đã đề cập đến khả năng trên sau khi tham khảo ấn phẩm Strana của Ukraine. Theo tờ báo, các chuyên gia đang xem xét một khả năng, theo đó thông tin về lộ trình di chuyển và vị trí của các hệ thống tên lửa phòng không đắt tiền đã bị một trong các quân nhân Ukraine gửi cho phía Nga. Ý kiến trên xuất hiện trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải đưa hệ thống phòng không Patriot của họ đến gần tiền tuyến hơn để chống lại máy bay ném bom của Nga, bất chấp việc tăng nguy cơ bị tiêu diệt. Những tổn thất đối với Patriot đặc biệt nhạy cảm đối với phía Ukraine do chi phí cao và tầm quan trọng của tổ hợp này đối với khả năng phòng thủ của họ. Mọi việc càng trầm trọng hơn khi thiếu hụt vũ khí đánh chặn hiệu quả. Theo Trianovosti, tù binh Ukraine là Alexander Guperin tiết lộ rằng, tính từ ngày 22 tháng 9 năm 2023 đến nay, đại đội thuộc Lữ đoàn Cơ giới Hóa Độc lập số 58 của anh ta đã mất gần 90% quân số. Guperin chia sẻ, đúng vậy, tổn thất rất lớn. Chúng tôi đến vào ngày 16 tháng 9 và từ ngày 22 chúng tôi nhận được lệnh chiến đấu. Hiện tại họ đang tập hợp những người còn lại từ đại đội 1, 2 và 3. Anh ta nói thêm, chỉ còn khoảng 1 phần 3 quân số, có thể ít hơn nữa, khi họ bắt đầu lấy cả lái xe và pháo thủ thì rõ ràng là không còn người nữa. Guperin cho biết, theo biên chế có 104 hoặc 106 người, nói chung là khoảng 100 người trong một đại đội, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 14 người. Tù binh này cũng tiết lộ rằng quân đội Ukraine đang huấn luyện binh lính bộ binh tại các trung tâm huấn luyện để thực hiện việc đổ bộ bằng xe bọc thép M113 do Mỹ sản xuất. Guperin từng phục vụ trong Lữ đoàn Bộ binh cơ sở độc lập số 58 và đầu hàng vào tháng 3 năm 2024. Đầu tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shogu thông báo trong một cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo quân đội Nga rằng tổn thất của Ukraine trong tháng 1 đã vượt quá 23.000 người. Ông xác nhận rằng Kiev đang tung ra những lực lượng dự bị còn lại và tiến hành động viên cưỡng bức để ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ. Trong khi đó, các đơn vị quân đội Nga đang tiến lên và mở rộng khu vực kiểm soát. Kênh Military Summary đưa tin, sau khi tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn, trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow đã thực hiện 3 đợt tấn công mạnh mẽ từ Fulleda tới Ivaniske. Trong cuộc tấn công, họ đã thiết lập quyền kiểm soát một số khu vực mới làng Ivaniske, cánh cửa thép chốt chặn lối vào Chasovya, đang bên bờ sụp đổ do Moscow đã kiểm soát hầu hết khu vực. Một khi để mất thành trì này, lực lượng Kiev ở cụm cứ điểm có lợi thế về độ cao sẽ chính thức chịu sức ép bao vây từ phía đông, đông nam. Các chuyên gia nhận định, lực lượng Moscow sẽ dành toàn bộ thời gian trong vài tuần tới để tập hợp lại và chuẩn bị cho một làn sóng tấn công quy mô lớn mới, sẽ bắt đầu vào cuối tháng 3 khi điều kiện thời tiết cho phép. Kênh Surya Maps cũng xác nhận, tại đông nam Donetsk, quân đội Nga thực hiện những bước tiến mới về phía tây bắc Shevchenko, tăng vùng đệm xung quanh làng. Như đã đề cập ở trên, điều quan trọng là phải để mắt đến mặt trận này vì những hoạt động trong thời gian tới sẽ tăng lên đáng kể khi vòng vây đối với Vuleda ngày càng siết chặt. Nếu kết quả của trận Novo Mikhailovka ở Namarinka thuận lợi, lực lượng Moscow có thể tạo thành thế gọng kìm bao vây Vuleda. Kênh Military đưa tin, Tuyến phòng ngự lâm thời mà Kiev thiết lập ở Berdichi, Oloka, Toninke sau khi rút chạy khỏi Abdiplka đang tan vỡ từng mảng. Tại mỗi ngôi làng này, họ chỉ giữ được một số tòa nhà. Có tin quân đội Nga đã kiểm soát toàn bộ làng Toninke, tuy nhiên chưa có xác nhận chính thức vì đối phương đang dồn lực lượng dự bị lên phản kích ác liệt. Quân đội Nga sau thời gian phát triển mạnh đã tạm thời chuyển sang thế phòng ngự ở tuyến Berdichi, Oloka, Toninke để khôi phục chiến đấu và bổ sung nguồn cung cấp. Kyiv vào thời điểm này đã bất chấp tổn thất nhưng vũ khí hiện đại do Mỹ viện trợ như xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley để phản công. Như chúng tôi đã đưa tin, chiếc xe tăng M1 Abrams thứ tư đã bị phá hủy. Dưới sự yểm trợ của pháo binh và không quân, lực lượng Moscow đã trụ vững ở các khu vực đông dân cư này. Đến hôm qua, mùng 10 tháng 3 có thể nói rằng quyền chủ động ở khu vực này một lần nữa lại được chuyển sang quân đội Nga. Theo kênh truyền hình Trada, một binh sĩ Ukraine có biệt danh Favorit được giới thiệu là chỉ huy một trung đội thuộc lực lượng đặc biệt Azov của Tổng cục Tình báo Ukraine cho biết, quân đội Ukraine không lo ngại về việc pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Lý do là họ tin rằng việc pháo kích sẽ không dẫn đến dò dỉ phóng xạ từ nhà máy. Favorit giải thích, nhà máy điện hạt nhân được xây dựng rất tốt, là nhà máy an toàn nhất châu Âu. Để nó phát nổ, chỉ có thể xảy ra khi có vụ nổ bên trong nhà máy. Nếu bị pháo binh, súng cối, thậm chí là tên lửa cỡ lớn tấn công, sẽ không có vụ nổ và dò gì phóng xạ. Vì vậy, về cơ bản, chúng tôi không lo lắng về điều đó. Kênh truyền hình này cũng đưa tin rằng trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch đổ bộ và trực tiếp vượt sông Đờ Nhép, quân đội Ukraine đã sử dụng các loại tàu khác nhau, bao gồm cả tàu Gulag do Mỹ sản xuất và tàu cơ giới dân dụng. Theo tờ Telegraph, lính đánh thuê người Anh Harry Gregg từng phục vụ trong quân đội Ukraine đã tự vẫn sau khi trở về quê hương từ khu vực chiến sự. Greg qua đời một ngày sau sinh nhật lần thứ 25 của mình vào tháng 12 năm ngoái, nhưng sự việc mới được công khai vào ngày 10 tháng 3 vừa qua. Theo mẹ của người lính, anh ta trở về từ Ukraine với các dấu hiệu của chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, nhưng gia đình không thể giúp được gì. Gia đình cho biết anh ta quyết định đến khu vực chiến sự vào năm 2022 sau khi nghe lời kêu gọi của cựu thủ tướng Liz Truss tham gia trận chiến vì dân chủ ở Ukraine. Greg tin rằng người Ukraine cần được giúp đỡ, Ngoài ra anh cũng muốn chuộc lỗi với xã hội vì một số hành vi sai trái. Greg từng phục vụ 6 năm trong quân đội nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Theo lời kể của mẹ Greg, khi ở tiền tuyến, anh đã chứng kiến cái chết của đồng đội, một người bạn bị thương nặng trong đợt pháo kích và trại huấn luyện linh đánh thuê, và một đồng đội khác bị bắn chết ngay trong chiến hào. Vào ngày 14 tháng 12 năm ngoái, bạn bè không thấy Greg đến tiệc sinh nhật như đã hẹn và cũng không thể liên lạc được với anh. Thi thể của người thanh niên sau đó được tìm thấy tại nhà riêng. Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Grosseto ngày 10 tháng 3 tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng Pháp và Ba Lan không có quyền lên tiếng thay cho toàn bộ các thành viên của NATO khi các quốc gia này triển khai quân đội của mình từ Ukraine. Ông Grosseto cho biết thêm, động thái này sẽ chỉ đưa đến sự leo thang và làm tổn thương các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Ông cho biết những phát biểu của Pháp và Ba Lan không đại diện cho toàn bộ NATO và các tranh cãi được đưa ra trong thời điểm hiện nay là hoàn toàn vô nghĩa. Ông Kroseto cũng cảnh báo việc NATO triển khai quân đội tại Ukraine sẽ chỉ làm leo thang căng thẳng tại khu vực và ngăn chặn con đường ngoại giao. Theo ông Kroseto, ngoại giao là chính sách ngoại giao mà Kiev và các đồng minh phương Tây nên tập trung vào, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn để bắt kịp năng lực sản xuất quân sự của Nga. Theo ông, trong lĩnh vực sản xuất quân sự, Moscow được trang bị đầy đủ và linh hoạt hơn so với NATO. Đồng thời, phương Tây cũng phải thừa nhận rằng năng lực sản xuất quân sự của mình thấp hơn nhiều so với Nga. Chính phủ Pháp thông báo Tổng thống Emmanuel Macron sẽ đến Ukraine trong thời gian tới, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp lãnh đạo Điện Elysee hoãn thăm quốc gia Đông Âu giữa xung đột với Nga. Theo Reuters, ban đầu ông Macron cho biết có kế hoạch đến Ukraine để ký kết hiệp định an ninh song phương với Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng 2. Song kế hoạch đó đã bị hoãn lại và ông Zelensky rút cuộc bay tới Paris để ký kết thỏa thuận. Các nhà ngoại giao tiết lộ, cuộc gặp thứ hai giữa hai nguyên thủ đã được lên kế hoạch vào đầu tháng 3, trước khi bị đẩy lùi sang cuối tuần này Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất sau cuộc điện đàm giữa ông Macron và ông Zelensky hôm 10 tháng 3, văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, hai nguyên thủ nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ, đặc biệt về chuyến thăm của Tổng thống Macron từ Ukraine dự kiến sẽ được tổ chức trong những tuần tới. Việc hoãn công du Ukraine lần thứ ba liên tiếp của nhà lãnh đạo Pháp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Kiev cáo buộc quân Nga bắn một tên lửa xuống gần nơi ông Zelensky đang đưa Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tới thăm ở thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen. Theo dữ liệu chính thức, số lượng triệu phú ở Ukraine đã tăng 16% trong hai năm chiến sự. Họ ăn cắp ở mọi cấp độ ở Ukraine, khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng chiến thắng của Ukraine. Daniel Getermasev, người đứng đầu Ủy ban Thuế của Quốc hội Ukraine cho biết trên Telegram rằng số liệu này nói về các triệu phú, những người có thu nhập hơn 1 triệu hryvnia Ukraine, tương đương 26.000 đô la Mỹ mỗi năm. Các tác giả của kênh Telegram Ukraine Black Square kết luận rằng tham nhũng ở Ukraine đã gia tăng ở mọi cấp độ trong thời chiến. Kênh này đề cập đến việc mua bàn trải nhà vệ sinh trong một trường học ở Kriveri với giá 4.000 hryvnia một chiếc, trong khi chúng thường có giá từ 500 đến 600 hryvnia. Ít nhất 5 người có liên quan đến âm mưu tham nhũng, gồm giám đốc cung ứng, giám đốc kế toán, giám đốc và kế toán của đối tác. Chắc chắn có những quan chức cấp cao hơn cũng có phần của mình. Tất nhiên, người ta không thể kiếm được quá nhiều tiền từ ban trải nhà vệ sinh, nhưng việc sửa chữa tàu điện ngầm Kiev lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Người đứng đầu văn phòng Truyền đổi Ukraine Maxim Bakamatov cho biết, 30 triệu hryvnia đã được phân bổ để sửa chữa các ga tàu điện ngầm bị rò rỉ. Tất cả số tiền đó chỉ đơn giản là bị đánh cắp. Theo Bakamatov, các thợ lặn được cho là sẽ kiểm tra và theo dõi tình trạng nước trong các đường hầm dưới lòng đất 6 tháng một lần, nhưng không ai thực hiện bất kỳ công việc thực tế nào. Quan chức này cho rằng tàu điện ngầm Kiev nên đóng cửa vì hoạt động tiếp theo của nó sẽ gây nguy hiểm cho nhân viên và hành khách. Kế đó là việc biển thủ trong quân đội. Người đứng đầu bộ phận lương thực của một đơn vị quân đội và người đứng đầu căng tin đã lấy trộm thực phẩm dành cho quân nhân rồi bán cho một doanh nghiệp địa phương. Từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2023, họ xóa sổ hơn 3 tấn sản phẩm, bao gồm thịt, đường, ngũ cốc, các sản phẩm từ sữa, dầu, trứng, sô-cô-la, nước trái cây. Phó hội đồng thành phố Kiev Julia Simonina người đã mua một chiếc Mercedes-Benz với giá 1,5 triệu hryvnia về về mở một đại lý bất động sản ở UAE, nơi cô sau đó cũng nhận được giấy phép cư trú và thuê một căn hộ trong một năm với giá 1,4 triệu hryvnia. Về về Con trai của nữ quan chức này học tại trường cao đẳng Cass danh giá ở Anh, nơi mỗi năm tốn 1 triệu hryvnia. Về về trong khi đó, các quan chức Ukraine trộm cắp có ý định tăng thuế chiến tranh bằng cách tăng thu từ các doanh nghiệp tư nhân, dự kiến sẽ bổ sung ngân sách thêm 44 tỷ hryvnia về về bằng chi phí của họ. Dự luật tương ứng sẽ được đệ trình để thảo luận vào tháng 3. Một phần số tiền này sẽ lại bị biển thủ. Cảnh sát bang Virginia của Mỹ thông báo, 5 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay phản lực cỡ nhỏ bị rơi tại sân bay Inglefield ngày 10 tháng 3. Sân bay này đã tạm thời đóng cửa. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 3 theo giờ địa phương. Chiếc máy bay tư nhân lao xuống khu vực rừng rậm gần đường sân bay và bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường Cảnh sát cho biết tất cả những người có mặt trên máy bay đã thiệt mạng, gồm hai phi công và ba hành khách, trong đó có một trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 7 tuổi. Giới chức Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia của Mỹ xác định chiếc máy bay gặp nạn là West White Astra. Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn cũng như hành trình dự kiến của máy bay này. Theo giới chức địa phương, máy bay cất cánh từ một địa điểm khác và gặp sự cố trên đường, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Ingo trước khi bị rơi. Tổng thống Pháp Macron đã giận dữ đáp trả những tin đồn vô căn cứ rằng đệ nhất phu nhân Brigitte vốn là đàn ông chuyển giới sang nữ. Điều tồi tệ nhất là thông tin sai lệch và những điều địa đặt. Mọi người chỉ tin những điều họ muốn tin và làm phiền bạn, ngay cả vấn đề riêng tư nhất. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu cuối tuần trước đáp trả tin đồn rằng đệ nhất phu nhân Brigitte Macron là người chuyển giới. Tổng thống Pháp nói thêm, tin đồn này là điển hình của những cuộc công kích kỳ thị nữ giới trên mạng mà họ vẫn phải chịu đựng mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên ông Macron, 47 tuổi, lên tiếng về thông tin sai lệch liên quan đến giới tính của bà Brigitte. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo trên kênh youtube Thế Giới Nghiêng.